Có thể bạn chưa biết, ở đâu đó trên quả địa cầu kia có một nơi rất khác nhưng lại rất giống Việt Nam. Nơi họ nói tiếng Việt. Tên gì? Tên Lindo. Chào, tôi tên Lindo, cảm ơn. Mấy tuổi? 24 tuổi. 24 tuổi. Họ có văn hóa Việt. 1, 2, 3, 4. Họ yêu mến lá cờ đỏ sao vàng. Chào mừng bạn đến với Lombago, Angola. Họ có một người bạn thân đặc biệt mang tên Quang Linh Vlog, người mang văn hóa và tinh thần Việt Nam đến châu Phi. Hiện tại là tôi đang sống ở Angola. Tôi đã sang đây là được 4 năm rồi. Và ban đầu tôi sang là làm thử xây dựng. Và sau đó là tôi mở xưởng làm nước đá. Tại đây thì tôi cũng gặp được rất là nhiều người bạn châu Phi. Rồi chúng tôi cùng nhau làm việc và dựa vào nhau mà sống. Cứ mỗi ngày là anh em người cùng người dân bản địa ấy đi làm việc ấy ở xưởng đá thì cũng lấy máy quay quay chơi như thế và đăng lên YouTube. Kể từ đó, chàng trai Quang Linh ngày nào đã trở thành một YouTuber. YouTuber Quang Linh. Ok, hello chào các bạn nha. Ok, hello chào các bạn nha. Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn đến với channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube Quang Linh Vlog đã đạt nút vàng và có tới hơn 2 triệu người theo dõi. Lúc trước tôi mới sang đấy thì cũng là một người khổ cực, cố gắng đi làm từng ngày kiếm đồng tiền để ăn cũng như là gửi về cho gia đình. Thì mình cũng muốn làm video cho tất cả mọi người xem. Người dân bản địa ở đây họ có một cuộc sống cực là khổ, nên là mình cũng bỏ một ít tiền mua cái này mua cái kia cho tất cả mấy em nhỏ và cũng như là gia đình khó khăn ở vùng quê xa xôi châu Phi. Người ta không phải khoan giếng mà người ta đào lúc là vẫn có bùn nhé các bạn này. Từ chính những trải nghiệm đó, Quang Linh quyết định là mình phải làm nhiều hơn cho người dân ở đây. Tự bỏ ra hơn 40 triệu đồng để thuê người về đào giếng khoan lấy nước sạch. Này, ui, nước đã lên rồi, ui, ui. Đó cũng là những giọt nước ngọt đầu tiên mà người dân ở đây được chạm đến. Tôi rất vui vì làng tôi đã có nước sạch để dùng. Tôi cảm ơn các bạn đến từ Việt Nam nhiều lắm. Thật sự cảm ơn các bạn. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chặng đường từ một thợ xây trở thành một người được cả bản làng châu Phi yêu mến, đó chắc chắn là niềm tự hào trong hành trình tuổi trẻ của chàng trai này. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ là sự xuất hiện của nhân vật cuối cùng trong chương trình Việc Tử Tế ngày hôm nay, một người mà tôi đang rất là mong đợi được gặp gỡ. Quang Linh Vlog xin mời. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trên được Quang Linh Vlog của số người châu Phi. Ok, hello, xin chào Quang Linh. Vâng, chào em. Hôm nay tôi rất là vui khi mà được gặp Quang Linh ở đây, bởi vì thế này, chia sẻ rất thật với Quang Linh một điều, đấy là gia đình tôi rất hâm mộ bạn, đặc biệt là gia đình mẹ vợ của tôi. Dạ vâng. Cái này nói rất thật, thưa quý vị, là lần nào mà tôi sang nhà mà mẹ vợ của tôi ấy, thăm hỏi này kia là tôi luôn luôn thấy trên TV có Quang Linh đang nói điều gì đấy. Vâng. Các cháu của tôi rất thích bạn. Dạ vâng. Thành ra bây giờ tôi xin phép được chụp một bức ảnh selfie với bạn được không? Dạ vâng. 3, 2, 1. Tuyệt vời luôn, cảm ơn bạn. Lần này trở về Việt Nam đối với bạn có một lý do đặc biệt nào đấy? Vâng, đúng rồi ạ. Em thì 6 năm mới trở về Việt Nam. 1-2 năm trước thì do dịch bệnh ấy nên là không có chuyến bay nào về, nên là chuyến bay này về thì em cũng thăm lại bà với là gia đình. Và lần này trở về Việt Nam thì bạn mang theo một điều mà không phải người thanh niên Việt Nam nào cũng có thể làm được, thậm chí là không phải ai cũng dám mơ tới. Đây là một kênh YouTube mà hơn 2 triệu lượt theo dõi kênh YouTube của bạn rồi. Vâng. Một con số quá là đáng ước mơ. Bạn cảm thấy sự chào đón của người dân Việt Nam, những người bạn của bạn, dạ, 6 năm xa cách đối với bạn thời điểm này là như nào? Khi mà trở về thì em cũng bất ngờ là thấy tất cả mọi người đều yêu quý mình. Em thấy rất là vui. Từ lúc em về thì em cũng có những cái chuyến đi cùng với gia đình, đi mua sắm cái gì. Thì cũng thấy người xung quanh nhận ra là Quang Linh châu Phi. Người ta bảo là Quang Linh châu Phi. Ôm lại bắt tay chào hỏi rồi là chụp ảnh cái gì. Rất là vui khi mà có cả thanh niên này và cũng có cô chú bác gì rất là quý mình, rất là tự hào đối với em. 6 năm trước khi mà bạn là một chàng thanh niên Việt Nam mới bước chân sang Angola, lúc đó bạn
ra đi với mục đích gì? Bạn mang theo những ước vọng gì? Em thì để ra đi sang bên kia ấy, thì cũng mục đích là chỉ đi xuất khẩu lao động làm kiếm tiền thôi và cho mình trưởng thành hơn. Tại vì lúc em mới sang đó chỉ có 18 tuổi thôi mà. Và sau đó tự nhiên những vlog đến với bạn như thế nào? Sau đó thì em đi làm ấy, với người dân bản địa ở đấy. Thì em cũng lấy máy quay, không nghĩ là thu hút nhiều người như thế. Em chỉ có muốn là quay lại một cái kỷ niệm gì đó với là người bản địa ở đó. Để sau này mình về Việt Nam ấy, thì mình có cái để mà xem lại thì à cũng... Tôi hiểu rồi, tức là như này. Một chàng trai 18 tuổi qua bên Angola đúng không? Thấy cuộc sống ở đấy ui lạ quá. Vâng đúng rồi. Bây giờ mình lấy máy, mình quay lại thì cái gì cũng làm mà mình quay lại. Mình quay lại xong rồi đến một cái thời điểm nào đấy thì cái bộ nhớ trong máy mới đầy. Đúng rồi. Không biết làm nào, up lên YouTube. Đúng rồi. Làm một cái tài khoản up lên YouTube. Đúng rồi ạ. Xong rồi tự nhiên phát hiện ra thấy người ta xem quá trời xem rồi. Đúng rồi. Thích thú với cái nội dung của đúng mình rồi. Và sau đó thì bạn nghĩ đến việc là mình sẽ thực sự trở thành một YouTuber. Vâng, đúng rồi. Liên tục dạ, sản xuất nội dung. Ngột trắng nha các bạn. Này, cái này là ngột trắng. Rồi là người ta dành ra như thế này. Là bắt đầu là sẽ thành ngô, thành bột ngô. Cũng rất hay nhá. Người dân bên này là ít khi đi mua bột ngô lắm. Chỉ có từ làm và từ ăn. Đến khi nào thì bạn định hướng rằng nội dung mình làm là sẽ là những hoạt động, những dự án để giúp đỡ cộng đồng ở đó? Cái hành trình mà em làm YouTube ấy thì đó là một câu chuyện dài. Cách đây một năm thì cái chuyến em đi về quê trên bản của mấy anh em làm trong team bản địa ấy. Về thì em thấy là những cái hoàn cảnh của mấy anh em đấy cực kỳ khó khăn, khổ lắm. Nên là em sau đó em làm, em tìm hiểu rồi em hòa đồng với là vào cuộc sống của người trên bản ấy. Trong em hỗ trợ trên ấy cũng khá là nhiều. Nào bây giờ hãy kể về những dự án đầu tiên đi mà bạn thực hiện. Dự án đầu tiên thì chắc là mảng nông nghiệp trồng trọt ạ. Lúc đầu em lên thì em thấy người ta trồng đơn giản lắm, cái năng suất thì rất là thấp. Nên là em cũng hướng dẫn bày người ta làm cái này cái kia. Khi mà lên trên đấy thì em cũng nhìn qua là người ta chủ yếu là ngô với là sắn. Mà sắn thì bên kia người ta không lấy củ mà người ta lấy lá ăn. Thấy bất ngờ và muốn đúng rồi, muốn giúp người ta một ăn được thêm quả cú nữa đấy. Thế cái lần đầu tiên mà người ta ăn cái củ sắn ấy thì phản ứng của người ta thế nào? Người ta thì người ta thấy ngon, người ta bảo là cái này cũng ăn được cái gì. Sau đó thì sẽ còn là rất nhiều những cái nỗ lực khác nữa của bạn để mà thực sự là cái nông nghiệp đó nó không chỉ là giúp manh mún một hai hộ gia đình, một hai vùng mà nó là một cái dự án lớn. Bạn đã phát triển thành một dự án lớn liên quan đến nông nghiệp ấy. Team em ấy thì cũng không phải là một mình em làm. Thì anh em thì cũng mỗi người một mảng ấy, hỗ trợ người dân là về kiến thức trồng ngô, trồng thêm những cái gì mà người ta không biết ấy. Thì mình có thể hướng dẫn người ta. Có một niềm vui lớn hơn ở đây là gì? Không chỉ là những việc tốt của cá nhân Quang Linh làm được tại Angola Châu Phi, mà bạn ấy đã trở thành một thỏi nam châm để hút những người Việt khác tập hợp lại thành một nhóm, cùng làm những việc tốt, những dự án để giúp đỡ cộng đồng tại Angola. Những dự án này thì có thể nói là động đến rất nhiều những mảng khác nhau trong cuộc sống của người dân ở đây. Trồng trọt như là bạn ấy vừa chia sẻ, rồi nước nữa, vâng, đúng không? Khoan giếng ạ. Khoan giếng này, thế rồi là giao lưu văn hóa, trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia. Và họ thực sự đã trở thành một cộng đồng những người Việt mang trái tim tử tế của mình lan tỏa tại Angola. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một số những hoạt động của họ ngay sau đây. Người dân Angola cần gì? Lương thực thực phẩm, rau xanh, nước sạch, xây nhà và còn nhiều nhiều hơn nữa. Vậy nên một mình Quang Linh là không đủ để thực hiện tất cả. Team Châu Phi đã ra đời để giải quyết từng vấn đề của họ. Mình sang Châu Phi được 10 năm rồi nên là mọi thứ ở bên đấy là mình sẽ thông thuộc hơn là các bạn, nên là mình có thể làm được cái gì mà mình có thể để dành cho các bạn ấy. Hùng Kaka, Đông Paulo, Quang Dũng, Công Giáp, Linh Philip và Tiến Nguyễn, đó chính là những người anh em cùng bước chung con đường thiện nguyện này. Họ chia nhau phụ trách từng bản làng nơi mình sinh sống và cùng chung thực hiện những dự án mà nhóm triển khai. Họ đã tập hợp nhau lại thì là nó sẽ mở rộng hơn rất là nhiều, và tương lai là anh em cũng mong muốn là mở rộng còn nhiều hơn nữa. Một kênh YouTube về nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi cũng được lập nên, chuyên hỗ trợ các vấn đề về trồng trọt của người dân. Và từ đây, team Châu Phi cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Mà cái Việt Nam này thì đúng là anh em mình giống cái muối này, người dân chắc bên này chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Hôm nay là cái cải to khủng long. Cũng là kinh nghiệm từ con nhà nông, chứ không phải là chuyên gia hay gì. Thì nói chung tháng để thấy người dân là người ta làm nông nghiệp ấy, những cái thành quả như ví dụ như trồng ngô hay trồng đậu, trồng cái gì đấy, thì nó rất là không có hiệu quả. Thì
thì mình cũng là kinh nghiệm, thì mình chỉ là hướng dẫn cho người dân là theo cái kiểu nông nghiệp ở Việt Nam mình đấy, thì là nó cái này nó quả như bắp cải trong luôn này mọi người này, cải bẹ Việt Nam này. Thì nói chung mọi người khán giả thường xuyên theo dõi thì cũng là góp ý nhắn tin gọi điện, cũng rất là cảm ơn mọi người là như vậy thì team mới là phát triển được lâu dài và mạnh lên. Giờ đây mỗi thành viên của nhóm cũng đều có một kênh YouTube riêng chia sẻ các hoạt động và dự án của mình, để từ đó có thêm nhiều những nguồn lực hỗ trợ người dân ở châu Phi xa xôi. Thưa quý vị, đó là những người bạn của Quang Linh tại Angola, châu Phi. Cùng nhau họ đã lập thành một nhóm với những hình ảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Không có một kênh YouTube nào có luôn, thưa quý vị. 5-7 chàng trai mặc áo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam nổi bật trên nền đồng đất của châu Phi. Lấy đâu ra hình ảnh như thế, đúng không quý vị? Và thưa quý vị thân mến, bây giờ ngồi bên cạnh Quang Linh lúc này đang là hai trong số những người anh em là gắn bó với Quang Linh tại Angola, châu Phi. Xin chào các anh em. Chào anh. Team châu Phi của mình thành lập từ khi nào? Và anh em biết đến nhau rồi là gặp nhau rồi là kết nối với nhau là tại sao? Team châu Phi thì thành lập thì cũng cách đây là một năm. Em thì cũng đi nhiều bản ấy. Thì mỗi bản là có một cái tỉnh khác nhau. Và mỗi tỉnh đó thì cũng có mấy anh em ở xứ người em, gặp được đồng hương là vui lắm anh ạ. Bọn em gặp nhau rồi là trò chuyện, rồi rồi sau là em cũng đi làm từ thiện gì nhiều, anh Tiến cũng nói là để anh đi phủ đồng hành cùng em đấy, cứ gom kiểu gặp nhau từng người một trong team là như vậy thôi, nó đơn giản như vậy. Cái điều thu hút của team châu Phi là khi mà mỗi lần mà giúp được người dân ấy, có người cười, có người khóc, sau cái mỗi một cái một lần như thế về, anh em lại tự nhiên lại có thêm một cái động lực gì đấy để gọi là phát triển ra nhiều hơn. Một đấy, trong những cái chuyến đi thiện nguyện tặng quà cho bà con mà anh Hùng và anh Tiến cảm thấy nhớ nhất, ấn tượng nhất, xúc động nhất, đó là chuyến nào? Đi từ thiện là đi ở cái bản làng xa nhất đúng không? Cái hôm đấy thì đi khoảng tầm hơn 100 cây đấy thì xe bị hỏng giữa đường ấy. Thế là mình đến hơi muộn một chút, xong lúc mà mình bắt đầu xuất hiện ấy, cả người già lẫn trẻ con là òa lên, sao hôm nay có gì đặc biệt thế, trong đầu cứ nghĩ là sao có gì đặc biệt thế, hóa ra là sau này người ta bảo là người ta sợ mình không đến, có người là không đi được ấy, còn cứ ngồi xong là khóc nó tại chỗ đấy. Nosso vietnamita hoje vem apresentar aqui para oferecer a cada família um saco de arroz. Thì mình cũng nhìn thấy cái cảnh đấy nên là mình bị ấn tượng nhiều lắm. Họ bùng nổ như vậy, tức là cái món quà mình trao cho người ta, nó thực sự là điều mà người ta đang rất cần, rất muốn. Thực chất là bọn em cũng đi khảo sát một bản như thế là bao nhiêu hộ dân, có hộ dân là hoàn cảnh khổ hơn nữa hay là hoàn cảnh kiểu trung bình. Đầu tiên là gạo, sau đấy thì có thể là quần áo, xong là dầu ăn, rồi là một số thứ khác. Thực sự là mình trao rất nhiều thứ khác nhau, khảo sát phải hiểu cái cuộc sống của bà con ở đấy thì mình mới trao đúng cái họ cần. Ví dụ như nhiều khi mình còn trao cả những cái gọi là dụng cụ ấy, để người ta lao động, người ta làm việc. Lúc mình đến hướng dẫn người ta làm nông nghiệp đấy thì người ta không có đâu, người ta chỉ mua một cái cuộc mà người ta lại cuộc cho nó ngắn chỉ còn một tí thế này, thì mình lại về anh em lại bàn bạc lại mua dụng cụ để làm nông nghiệp để tặng cho người dân. Khi tặng cho người dân được nhận được cái đấy đấy, người ta rất là vui mừng, người ta cầm lên thế này người ta hò hẹn quê nhảy mua. Nhảy mua đấy mà đúng những người dân ở châu Phi sao người ta thể hiện cảm xúc nó rõ thế nhở? Vì người ta vui là người ta cười, người ta nhảy ngay ấy. Vì người ta nghĩ là cái món quà này là thực sự người ta không bao giờ mà có thể có được hoặc là có thể mua được đấy. Chưa bao giờ người ta nghĩ. Trong đời người ta chưa ai tặng một cái món quà như thế. Cũng có một câu bên kia là kiểu chúc mừng là lần đầu đến cũng không biết đâu, anh em cũng không biết đâu. Người ta cứ huê đấy. Kiểu đấy là câu có là như thế nào? Huê lê kê tê. Người ta cứ lặp đi lặp lại rồi múa nhảy hô hào. Lúc đầu em và trong nhóm thì cứ nghĩ là cái đó là người ta kiểu vui, người ta nói như thế thôi. Rồi sau hỏi lại là cái câu ấy là kiểu vui mừng hay gì ấy, là người ta nói như thế. Vui. Đúng rồi.
bùng nổ là người ta sẽ như thế. Quê 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 quê. Mình là người Việt ấy, thì mình có gặp nhau ví dụ như là có gì vui đấy lại là tự mình nhiên nói như thế. Ôi được đây, ôi ôi ôi. Hôm nay là quả thực là quên lên cái tên luôn. Ví dụ Hùng cho mình cái gì cái đấy là mình cứ ôi 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 ôi. Tổng kết lại đi là bây giờ trong team châu Phi của mình đang có bao nhiêu người và đang có những cái dự án cụ thể là như thế nào, chia nhóm phụ trách là làm sao? Trong team châu Phi thì hiện tại đang có 10 người. Bây giờ mỗi bạn là phụ trách của một bản. Ví dụ Hùng của bản của Hùng, Đông bản của Đông, rồi là mỗi người một bản. Đầu tiên là sẽ hỗ trợ cái lương thực, sau đấy là sẽ là giúp người ta biết trồng trọt năng suất hơn so với họ, sau đấy nữa thì là sẽ giúp về khoan giếng, rồi có thể về nhà văn hóa. Còn mong muốn anh em là cũng rất là muốn là mở rộng thêm, sau này sẽ di chuyển thêm ra tất cả các cái nơi vùng khác nữa mà người ta cần đến mình. Mỗi người sẽ phụ trách một vùng rất là vùng. Cụ thể, tức là họ có trách nhiệm với cái vùng đó, họ đồng hành cùng cái vùng đó để tiếp tục giúp và giúp nhiều hơn nữa. Em còn nghe nói đến việc là các anh còn có nhận trẻ mồ côi à? À vâng ạ, có một anh Mạnh Thường Quân đấy hỗ trợ xây cho một nhà tình thương tầm 20 trẻ em mồ côi ấy. Thì đợt vừa rồi em mới nhận có 12 em mồ côi về đó ăn ở rồi là đi học cái gì luôn. Thì hoàn cảnh của 12 em ấy thì hầu hết là ở với là ông bà bố mất, mẹ mất, nên là cũng đưa mấy em về nhà tình thương cho ăn học này và hỗ trợ cho mấy em đến khi nào mà mấy em to lớn có việc làm thì lúc ấy mấy em muốn ở lại hay là muốn đi làm đâu đấy thì cái đó là tùy mấy em. Lại nói về những đứa trẻ thì tôi thấy là trong những cái đoạn video clip mà anh em up lên YouTube ấy, có sự xuất hiện của một số em bé mà rất là đáng yêu. Anh em còn dạy cả tiếng Việt đấy, hát mấy bài Việt Nam đấy, đáng yêu lắm. Bà ơi bà, hát giọng lơ lơ rất là đáng yêu. Cậu bé mà hay xuất hiện ở trong video clip của mình thì là cậu ấy có câu chuyện gì không? Mà tôi suốt ngày là cứ đi cùng mình ấy. Cậu ấy là lôi con, Mati Vào Đù. Thì là con của một anh người bản địa làm trong team của anh em luôn. Thì tình cờ là đến nhà anh ấy chơi ấy, thì thấy cậu bé dễ thương, hay mà nhí nhảnh lắm, thích hỏi mình cái này cái kia, thì lúc ấy mình cũng trả lời, nên em thấy là cậu này khá là thông minh, nên là cứ suốt ngày trêu rồi là đưa đi đây đi đó khám phá cái này cái kia, rồi sau làm những món ăn Việt Nam cho ăn nữa. Đúng rồi, bọn em cũng dạy cho mấy bài tiếng Việt cho hát cho vui nhà vui cửa ấy. Đấy, can ta nào. Can lem da han di mau ra con chi sau sa con công nghệ. Không khóc nha. Nhà mai u ba vung cây cây. La 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 la. Một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Một chút đi về kế hoạch trong tương lai, những dự án trong tương lai mà mình định tiếp tục triển khai nó sẽ là gì ạ? Cái dự án ở trong tương lai ở bên châu Phi đấy, thì đợt tới là anh em Linh và Hùng sang ấy, thì là cũng sẽ đưa một số cái loại giống cây mới sang. Có thể là cả lúa để sang anh em thử thí nghiệm xem thế nào. Nếu mà ok cái thì nó cũng sẽ như là một cái bước ngoặt của anh em ở trong team. Nên là anh em đang khao khát là phát triển mạnh cây lúa ở bên đấy. Bởi vì gạo ở bên đấy đang là hoàn toàn là nhập khẩu. Nhưng mà hỏi thêm là thế anh em là quyết định là sẽ gắn bó sâu sắc với Angola. Đó thực sự là quê hương thứ hai. Vâng, đúng rồi. Mình muốn hỗ trợ người ta một kiến thức nào đấy. Trước khi mình đi thì người ta cũng phải là trồng được cái này, trồng được cái kia để mà làm cái lương thực chính hàng ngày ấy, thu hoạch với gì để đi bán nữa. Thành một cái kế sinh nhai thực sự cho. Đúng rồi. Xóa đói hiểm nghèo. Rồi, cảm ơn anh em hôm nay thực sự là quá vui luôn được gặp gỡ anh em ở đây. Mà đã là niềm vui cùng với team châu Phi ở đây thì phải là cảm ơn những người anh em của team châu Phi rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ là thực sự những người bạn ở đây, những người bạn của Quang Linh đã cùng nhau tạo thành một nhóm. Họ mang những giá trị thật để thay đổi cuộc sống của những người dân tại Angola. Những người dân tại Angola với những cái thay đổi đó, họ chắc chắn sẽ rất muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Còn chúng tôi, những khán giả Việt Nam cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn, vì các bạn đã mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, mang hình ảnh tinh thần của người dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Với tất cả những nỗ lực của mình trong suốt hơn 6 năm qua, team châu Phi đã mang đến thật nhiều những lần đầu tiên cho người dân nơi đây.
lần đầu được ăn hỏi đê cháp kiểu Việt Nam, lần đầu tiên được thưởng thức món ăn Việt Nam. Bây giờ Lâm về Linh có nhà rồi, có bồ 4 con, siêu vui thật. Và lần đầu có điện sáng sau 126 năm thành lập bản làng. Thế các bạn thì bây giờ anh em tôi bật điện lên nhau. Người dân bản tôi giờ rất vui, cuộc sống đã rất khác rồi. Mọi thứ đầy đủ hơn và mọi người cũng khỏe mạnh và sung túc hơn nữa. Người dân mong Quang Linh sớm quay trở lại Angola, giúp đỡ nhiều những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Thay mặt mọi người, tôi cảm ơn Quang Linh và các bạn rất nhiều. Ngày xưa chúng tôi không biết trồng cây nên không có đồ ăn. Từ khi Quang Linh đến đây, chúng tôi có ngô khoai tốt tươi, có nhiều cây, có nuôi dê, nuôi gà. Chúng tôi đã có cái ăn, có nhà đẹp để ở, không còn đói nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dù cộng đồng ấy không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng nụ cười là thứ chẳng có biên giới nào có thể giới hạn được. Các hoạt động của Quang Linh và những người bạn Việt Nam ở Angola ngày một đa dạng hơn, và những trái tim Việt Nam vẫn đang tỏa nắng, góp phần chia sẻ với cuộc sống còn nhiều khó khăn ở châu Phi. Vâng, quả thực thì nụ cười nó không phân biệt màu da. Nụ cười ấy như là một ánh bình minh của ngày mới, nó cho con người năng lượng tươi mới để dù ở đâu, dù là ai, ta cũng sẽ sẵn sàng để bước tiếp với niềm yêu đời.